Kênh Lê Nguyễn Hòa Kiển xin kính chào quý bà con và các bạn đang xem kênh nha. Ngày hôm nay tiếp đến nhà vườn em Thùy Duyên giao lưu hoa trái thành phẩm ghép. Một số cây thì đang bông rực rỡ đỏ màu rất đẹp nha bà con. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Xin chào Thùy Duyên. Dạ chào anh Liêm, dạ mến chào cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay quay lại nhà vườn em có một lô hoa giấy đế khá là quái nha cô chú anh chị. Để không mất nhiều thời gian em xin vô mã số 1. Đó là cặp Modogin ghép hôm nha cô chú anh chị. Chiều cao là 50. Tán ngang cây là 30 nghe cô chú anh chị. Mã số 1 em xin giao lưu giá là 200k, bao phí ship luôn nghe cô chú anh chị. Cây đỏ màu đang bông rực rỡ luôn ha. Modogin. Em xin xuống mã số 1. Em lên mã số 2 là cây tiểu Ấn Độ cô chú anh chị. Đế khá là quái, một đế quái lắm nghe cô chú anh chị. Hoành là 9. Chiều cao là 35. Tán ngang là 25. Mã số 1, số 2 thì em xin giao lưu giá là 120k. Một rễ quái nha cô chú anh chị. Cây này dán để bàn vô cái chậu mini đẹp lắm nha bà con. Em xin xuống mã số 2. Em lên mã số 3. Cũng là tiểu Ấn Độ cô chú anh chị. Hoành là 9. Chiều cao là 45. Tán ngang là 30, mã số 3 này em xin giao lưu giá 130k. Đế quái của chú anh chị. Lô này là một rễ lắc đẹp lắm nha cô chú anh chị. Em xin xuống mã số 3. Em lên mã số 4 là Modogin. Hoành là 11. Chiều cao là 50. Tán ngang là 45. Mã số 4 em xin giao lưu giá là 140k. Cây đang bóp nụ rồi cô chú anh chị. Modogin dòng đỏ màu khá là đẹp. Một rễ có lắc ha. Em xin xuống mã số 4. Em lên mã số 5. Cũng là Modogin luôn cô chú anh chị. Hoành là 12. Chiều cao là 50. Tán ngang là 50. Mã số 5 em xin giao lưu giá 150k. Một rễ sắn khá là đẹp cô chú anh chị. Giá em báo là bao luôn phí ship cô chú anh chị. Em xin xuống mã số 5. Em lên kèm mã số 6 là cây đỏ Red Pizza. Hoành là 11. Chiều cao là 50. Tán ngang là 45. Mã số 6 em xin giao lưu giá 140k. Dễ quái rồi chứ anh chị. Em xin xuống mã số 6. Em lên kèm mã số 7 là Modogin. Hoành là 9. Chiều cao là 50. Tán ngang là 40. Mã số 7 em xin giao lưu giá là 140k. Cây thì đang bốc nụ rồi cô chú anh chị. Dòng này thì đỏ màu khá là đẹp. Em xin xuống mã số 7. Em lên kèm mã số 8 là Golden Gao. Giống này thì cũng còn khá là hot nha cô chú anh chị. Hoành là 11. Chiều cao là 50. Tán ngang là 35. Mã số 8 em xin giao lưu giá là 160k. Cây đang có hoa luôn nha cô chú anh chị. Em xin xuống mã số 8. Em lên cho mã số 9. Cũng là Golden Gao luôn. Hoành là 10. Chiều cao là 45. Tán ngang là 40. Mã số 9 em xin giao lưu giá là 160k. Cây đang có hoa luôn cô chú anh chị. Dòng này đỏ nào cũng khá là đẹp nha. Em xin xuống mã số 9. Em lên cây mã số 10 là cây Modogin. Hoành là 10. Chiều cao là 45. Tán ngang là 45. Mã số 10 em xin giao lưu giá là 140k. Modogin cho chú anh chị.
em xin xuống mã số 10. Em lên mã 11 là cây tiểu Ấn Độ. Hoành là 9, chiều cao là 40, tán ngang là 35. Mã số 11 em xin giao lưu giá 130k. Một ghế co lắc cô chú anh chị. Em xin xuống mã số 11. Em lên mã 12. Hoành là 10, chiều cao là 40, tán ngang là 35. Mã 12 em xin giao lưu giá là 120k. Một ghế lắc lượng quái luôn. Cái này về cô chú anh chị mình ép chậu để bàn cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị. Em xin xuống mã 12. Em lên mã 13. Hoành là 9, chiều cao là 40, tán ngang là 35. Mã số 13 em xin giao lưu giá là 130k. Một ghế. Em xin xuống mã số 13. Em lên mã 14, em là cây tiểu Ấn Độ. Hoành là 9, chiều cao là 40, tán ngang là 35. Mã số 14 em xin giao lưu giá là 120k. Cây nhỏ mà đế khá là quái nha cô chú anh chị. Hàng này thì mới quân tàn nha cô chú anh chị. Em xin xuống mã 14. Em lên mã 15 là Mordowin. Hoành là 9, chiều cao là 50, tán ngang là 45. Mã số 15 em xin giao lưu giá là 150k. Mordowin, cây đang bóp nụ của chú anh chị. Đế thì khá là quái. Em xin xuống mã 15. Em lên mã 16 là cảm thạch Vinbat. Hàng này bẻ dây của chú anh chị. Hoành 20, chiều cao là 60, tán ngang là 55. Mã số 16 này em xin giao lưu giá là 430k. Đế khá là đẹp nha cô chú anh chị. Cẩm hạch Vinbat màu bông này khá là đẹp. Em xin xuống mã số 16. Em lên mã 17, cũng là cẩm hạch Vinbat. Hoành là 21, chiều cao là 55, tán ngang là 55. Mã 17 em xin giao lưu giá là 300k. Bộ đế khá là quái nha cô chú anh chị. Mã số 17 em xin giao lưu giá là 300k. Em xin xuống mã số 17. Lên mã 18, cũng là cẩm thạch Vinbat. Hàng vô dây của chú anh chị. Hoành là 17, chiều cao là 65, tán ngang là 50. Mã số 18 em xin giao lưu giá là 450k. Đế sắn khá là đẹp chú anh chị. Em xin xuống mã số 18. Lên mã 19, cũng là cây cẩm thạch Vinbat. Hoành là 16, chiều cao là 60, tán ngang là 50. Mã số 19 em xin giao lưu giá là 450k. Đế sáng đẹp nha cô chú anh chị. Đế quấn một cục xoắn ốc luôn. Em xin xuống mã số 19. Theo là mã số 20, ngũ sắc thái cô chú anh chị. Hoành là 12, chiều cao là 75, tán ngang là 50. Mã số 20 này em xin giao lưu giá là 170k. Ngũ sắc thái cô chú anh chị. Tiếp theo em xin lên mã 21 là cây cẩm thạch 5 màu cô chú anh chị. Cây này tông cao khá là đẹp nha cô chú anh chị. Dù dây bonsai 3D. Hoành 29, chiều cao là 90,
tá ngang là 75. Để em đo cái bộ đế luôn rồi trên đi. Hoành đế này là 53 cô chú anh chị. Cây này tông cao khá là đẹp cô chú anh chị, chi tầng khá là đẹp. Đầy đủ mặt hoa hết. Dạ. Cây này là 5 màu cô chú anh chị. Cảm thạch trắng là 1, cầu vồng là 2, tím là 3. Milo là 4. À, cảm thạch hồng nữa là 5 cô chú anh chị. Cây này em nhận gửi xe tải nha cô chú anh chị. Dáng cây rất là đẹp nha cả nhà. Cây này khá là VIP. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.500.000 nha cô chú anh chị. Cây này em nhận gửi xe tải đi Bình Dương, Đồng Nai rồi nha cô chú anh chị, Vũng Tàu. Mã số 21 cũng là mã số cuối cùng của clip. Em cảm ơn cô chú anh chị đã xem đến hết clip, rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị. Rồi, anh cảm ơn nhà vườn Thùy Duyên nha. Mình chào bà con, cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình ở những clip kế tiếp luôn ạ.